Theo đài VOA Loan tin, phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel nói bà muốn có mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vững mạnh. Trước đó, bà cũng từng nói rằng Hoa Kỳ không còn là đối tác tin cậy nữa. Tại cuộc vận động tranh cử ở Bavaria, bà Merkel phát biểu rằng thời đại mà chúng ta có thể tin tưởng vào những nước khác đã không còn nữa, như tôi đã thấy trong vài ngày qua. Bà Merkel và các nhà lãnh đạo châu Âu khác đã chỉ trích quyết định của Tổng thống Donald Trump không dành sự ủng hộ cho thỏa thuận Paris năm 2015 nhằm chống lại sự thay đổi khí hậu tại cuộc họp G7. Trong thông cáo chung tại buổi bế mạc hội nghị, tất cả các quốc gia G7 trừ Hoa Kỳ đã cam kết hành động để giảm nhẹ sự biến đổi khí hậu.